I'm trying to understand more what the Buddha taught by sharing, translating, and sharing with one another. So here today, right now,
in order to celebrate the 1 year anniversary of the Buddhism in English, what the Buddha taught, which was conducted from July 13, 2019. So today will be July 13, 2020. So it is the 1 year anniversary of the translation class of what the Buddha taught. That's why we have come together in order to share the knowledge and understanding of what we have studied in this class. So just be informed that this class will be conducted, this discussion will be conducted in mixed languages, Khmer and English. For those who are familiar with Khmer language, they will share their knowledge with the Khmer version, and those who are good in English, they will share their thoughts with the English version. So please stay tuned with us and listen to what they will share together. But before I begin calling their names, I will just inform a little bit about the brief meaning of anatta, as we have already aware that this theory in Buddhism is very insight, is very subtle knowledge. It's not easily be understood by just thinking roughly. So we need to think deeply, research more, and trying to analyze into detail. Otherwise, this theory is not easily be accepted and understood. Even in the Buddha's time, there were a lot of controversies concerning with the theory of anatta. So we can see that this theory of anatta is included in one of the three common characteristics, samanya lakkhana, or the three universal marks of existence, samanya lakkhana dhamma, which are anicca, impermanence, dukkha, unsatisfactoriness, and anatta, no soul or non-self. So today we are going to discuss this third factor of the samanya lakkhana anatta. So how, what it really means, and how we can reflect it onto our daily life, how it can help us in the daily living. Let's hear from our learners. So first of all, I would like to invite Venerable the monks. He is live from Thabong Khmum, Thabong Khmum province, Cambodia. Chẳng nhóm cái nào chỉ được bầu nít cứ xong nên môn là và đại dịch còn đi món đa bản phơ cáp sai to làm pi hai tập bông khmông khmông này về chia là chạ cầm chia làm bài bằng bàn chạy làm lấy thật tá anh nát ta nít miền ạ thần này khlâm xa đôi mặt đất hơi bật to pi bằng bàn sắc xa làm pi khlâm xa này anh nát ta nít thật tá bằng ai chlo ban chang pi chivat ru nau ban doich mdech a chuay avai khla na knong chivat ru nau ba phang na som ratania nimon ba minyut kana kana avakon pa angkor vai som masaka kra pai phong pa pu phang pu do che phang sokoy nang patarang tra ko phang som chamran pa nit nyom tang ah nyom kana ke men katayot da ban cho luôn được non thằng đấy hay cho cày là cái bàn tay ở non kẹt trong thằng nâng nạp tan đấy thì từ tập thì bàn sắc xa đến số một phòng kêu đôi chia bàn sắc xa sai vô mình thay một pi và thua tam bây giờ tay bị đọt và đôi chia cả sắc tập này không thể sắp xem xét trong cô ở nạp tan đấy thì như khuyên tha chỉ thứ tới mình nuôi dưỡng chỉ phải chuẩn từ tay tay cho trong kẹt cho mùi này เปียถาคลูนชื่อរបស់នៃខ្លួនហើយយើងតែងតែប្រកាន់មកយើងមាននៅសទ្ធិចំពោះខ្លួននេះឯងដល់ពេលចឹងទៅធ្វើឲ្យជីវិតយើងនេះគឺអត់មាននៅសេចក្តីសុខពិតប្រកបទេដែលហេតុថានៅពេលដែលយើងប្រកាន់មកថាខ្លួននៅពេលដែលបាននៅអ្វីដែលខ្លួនត្រូវការឬក៏ថាខ្លួននឹងល្អគឺក៏មាននៅសេចក្តីសុបាយរីករាយទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលมันตัวบานซอมตามบ่มน้องพัฒนาก็การตกทีนี้โดยที่พระองค์ครูบานบริฟฟี่ตะบงสิให้ท่าสมัยลักษณะทองใบคืออนิจจตาตุกตาให้หนึ่งอนัตตาในใจยังไงนี่คือใจองค์ปีอนัตตาอนัตตาให้บริษัทยังเกิดเมื่อเติร์กเคยท่าเด็กน้องไฟจับบอลที่ตัวเติร์กได้น้องเอาชีวิตยังผมเป็นสิ่งใดสักอายเรียนตกชั้นคือได้ทราบแต่ยังเรียนในตึกแห่งมอม
Để chỉ mua để chỉ không cần nào chỉ mua họ đi mong chẳng cứ mẹn cái mất chi chỉ mua đi mong nó mau thì cứ chỉ ca son nó mất chỉ ca nó đã rồi bỏ thôi chuyên là cũng không được này hai rupee tiền cai bỏ vô nếp tiếp đây đôi chi tiếc sẵn lại chẳng còn tài ao chụp sân tiền xong mà chia sải bằng một cá đôi chỉ ở trên video lâu cho thêm vào này mình đăng tha nè sẽ đạp tam lái lại đưa sẽ lên và ăn đi mong ở tế Phật mà mơ lái khơi đưa rụt Phật mà đá không xong chia sẻ không xong cảm thấy hay để chị mình lưu xong lệ ngôn ngôn đồng khán là hay chị nên là bạc sẽ lấy bạc 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 đi vay mới tiếp xong bạc sẽ lấy nên chẳng lòng này cũng bật mình nhốt hay cái đồ bạc bạc đi vay mới tiếp ảnh lòng ở buồn nè nông lái nhưng mà để khơi video bạc ăn tế khơi đưa video cái nào đất này lắm chạm tới tiền là bị admin quạt transition nè nên bên miền Tây Đại Ca sao thay máy tiền à chẳng ngờ Moscow và ông Trung đồng tiết hay có sự phạt của nhiều nhiều các bác ba nước cũng chặt được môn tích kết sân cái nào chẳng bởi tích kết sân cái nào đi môn đến môn cái này cái này chẳng ở đây có ông Krupp ban chạy phi từ bồn thì hết tha chứ chẳng hỏi ngay phi tập trôn nâng xa mà như lạc là thuốc bây cứ anh đi chạy ta thuốc tục ở ta thuốc hay nâng anh đặt ta thuốc để lấy ngay đi chứ cũng rút khúc bích năm nay ca vẹn sạc xa rin là thuốc chi sao ông lên đi chứ chơi ông phi anh đặt ta hay đại Phật thuật chân chỉ tới cứ cho phong phẹt mình còn một số qua tha qua với tăng hóa sĩ anh ta thì bởi vì lấy tất tha to đo nạc cao trong các bạn tu qua tha thì phật chiêm mà chiêm bọc luôn và tái đặc biệt đại có phong tai và tất có phong tai thì hai tha chuộc một sọp cho môi nâng tháo tha xử lý phân ruột phát tập phẹt nâng cứ một đứa tay ta phải cam môn tha với chiêm bọc này luôn qua với tăng hóa chiêm bọc này luôn hay có tài tài cái khác thì là việc kết hạ là hốt âm biên là khác còn nhờ làm cái thắng và sân chia bỏ ông ta với chia ngõ thắng chia ở nạp tá chấn mình đi tha dương bạch trăm bạch không còn phải thay luôn đi thử ấy và với chia nạp tha mà chia bỏ luôn đi phó năng chân phật đạo tiêu tam tần áo thấy vì tâm tư và tật 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 hay đặc biệt là khác tiết có bạc căn môn tha ở mắng lưu cò với chia bỏ quát chỉ khuôn quát thì hơi chỉ xa mây quát chỉ khá để dưa quát chấn có tha bờ bỏ mà nói trong kết tha mà nói trong cái nát kết tha ở nâng cứ chia đây chống chia một cuốn chống chân ở quạt từ biên sấy ở quạt từ biên đại cư em xem tiết chẳng tới chẳng biết tham đại sa tay ở mình vô lòng pi lâm luôn này thoa đã bỏ ăn kết tha nạp ta chỉ có chỉ là nạp ta nó bị bệnh chứ mà duyên về cây tha rút viên khai thì giống cứ xong không lan bảo thiết muốn tất đây cương sáu hai đài tất đây cương sáu nhưng mà chỉ cầm sắp ở dương tí cứ dương xây thông một chiếc dương được ngọt như lo ngay cứ cao lên đâu của dương cứ dương xây thông một chiếc nhiều màu pra pra à say mùi thì chẳng phê mùi thật nạc phê ta chỉ vật dương cao lên mòn ít cứ là say đòi cảm chả ta xa cảm chả để dương ban sáng cứ nhang ao dương cao lên mòn chiếc thiệp chìm một lúc mình đi thay dương bên bốn khu khác bàn cao lên mòn chìm một lúc và sân thì dương ban sáng bốn tiết dương phải chìm bàn cao lên mòn chìm một lúc cơ bản này là phê để dương ban cao lên mòn chìm một lúc hay còn biến cao niệm cả đại chúng ấy chắc cứ mình đến cả nó spi chúng muốn nó mau thì chẳng ở bên đó còn là chỉ cao sao nó mệt này chẳng rút riêng cái bởi vì nó cứ đưa hai bên đôi chi chết chết sản mũi chứ để chương còn tại mà sản sai nông khả năng về mũi đồng bay phư sai để cam chắc để dương bán sáng nhang ở dương cao máu nhang ở dương ban một sản sai được chết sản mũi nữa hay đó là cao ở dương nó không ca phư nơi cam mấy sang nơi của sao với ác của sao đồng bay nhang ác thực thiết bởi dương ao thực can thì lại bay một xây tiền và tái
Anh ấy bây giờ mới khởi nha, nè khác chẳng ha, nè khác các nó cứ luôn nơi nông thạc chỉ phía mỗi đại sao, nè khác tiếp cứ chỉ phía có thầm mặt và sao, nè khác thật có rút xa, nè khác có rút mặt xa, nè khác có tổ chất nâng thạc hai đấy chung các nông nông tổ nè khó, hai đấy chung các nó rút cho mặt xa, nè khác các nông tổ xa đây là mình chỉ phía thứ tí hết, tổng tay bài thì mình miên nơi sắp tệ của nhà của khó lắm, của khoác hạt. Chứ bởi các nông ca thơ chật, để xa tay mình trông thu xa thạc, chỉ bất cả món ấy cứ là sai đời cảm, chỉ phong này cam chắc để dưỡng mạng sàng. Chẳng phong nhang oi máu, phong này cam chắc để nhang oi dưỡng cả món, cứ oi dưỡng là sai đời tam, tổng vươi để dưỡng cam phong để dưỡng mạng sàng. Chẳng tế dưỡng đi chỉ bất cả món ấy cứ xa, vì chi ảnh ảnh ảnh. Chẳng ở với để dưỡng khả nạp phê để dưỡng cả phong tay ở sai từ nâng, tiết sản nạng ở sai này rút yên cài đài, chỉ phong này cam chắc để dưỡng cả cam mấy đ mình sẽ bài chất nên chỉ vật dương để phép bài chất bán khu không phần sang rồi. Tại đây chỉ cứ tới một nụ ảnh chẳng hay sẽ gây sốc tình tốt bọc luôn cứ là sai từ lương văn là tệ. Tại sao ấy để sao ta dương cho phần phép tình năng dùm lên khuôn rô khó tập phép. Tiếp nền tia phía sử xa dân tử. Hay trong cái năng lực được mỗi hạ các quan hướng hạ ở đại hướng luôn đại bậc căn thật luôn đại thác thật à nó cứ luôn chuyện bọn này luôn này chẳng tới chẳng có u hại hay bật chậm mà đầu về ở bán cả clap bật ha mình chỉ bọc luôn chẳng có hại khi mà nắm được sọt cá thì nơi chi bật sọt clap can cầm rôm càng nghe càng chỉ muốn ông càng mà đọc thật và đấy bọc lực clap cứ có prapra xong phải đại là cầm rôm tên là prapra có cái thả năng mình chỉ bọc qua chẳng có bỏ thải đầu về bỏ thải đấy cứ là bọn bị chậm rồi đầu về đặt cá tiếp có thang chỉ là bọc quất còn vô là bọc cầm rôm bọc con ca để tập ra phản cho máu cứ trong dễ tha khuôn hay mà nói chỉ phở đầu à nó cứ bằng hai tha để sai để sửa được tu sửa tha ở với tới chi à anh nạp ta chẳng bật tha anh nạp ta đấy nhưng cái thằng mình tha khi mình bán chi bỏ này luôn tiếng tí khi mình bán chi thấp nó không cả tha chi được bỏ này chết chẳng tí cái này dương bậc căn muốn dương mình nó tập thể từ lứa hướng ngày mối thay chia bọc luôn từ đầu mình chia bọc luôn vì nó mà dương cực khổ có vấn đề của sân bởi dương vô là từ nay nay anh ta anh ấy bắt mình này thà dương được đăng thà ta dương trời cửa vậy rút liên cai ở bây giờ mình phải chụp bán dương tu sửa các vật thà viết chụp hoa này cảm giác hay của sân bởi dương trong mắt sao chỉ nít dương được khắc không trong tay phương nào với đặc biệt sao sang ở bây giờ sao là bạn chắc đồng bây giờ nhang ngoài anh được tiếp nay chỉ biết mấy và dưới nó cứ miên lẹ đặt mỗi độ xa chỉ mình chẳng tí chẳng cả năm mới sinh ra ở chỉ thứ tới cứ và thôi chân cứ nơi vùng quê chỉ môi năng sầm lên lên ruột họ tập đẹp nó đài mình prom tu sửa cả phần này chỉ vật đại thừa ai chỉ vật nó cứ chụp tục chụp một ba sờ bay đi đi là có cả tục một lời khai thác miên trọc mặt xa nó có phần tài nó sẽ cả tục để xa tài miên kê nên kia kia xa nhưng tới nó còn cả tục đây là con phòng tôi coi khác xử lý nó bị trôi một tự tiện dương hái trôi lại chơi nhưng mà hái bị trên đặt sang mặt này về chân tết con nó phải qua cực ngần này hay là xa ca và cằn mòn hay là phát triển cái con ọt phòng thà các bác học cũng được ca sắc xa say vô lòng vì luôn nên thò đi đặc biệt chân tết có bậc cằn mòn từ lúc này năm mỗi bên được không bị đến mà bị chạy chân miền còn mặt hàng nó còn cái hàng thà chạm chặt hàng và sân của ông chơi thà mình miền khốn cứ khi nước bạn sản xuất chế biến thì của cái bậc cam mót tham mình miền cùn hai bậc rong tiến nó cứ cái bậc cam mót tham mình miền cùn nên miền đặc mặn miền này chẳng tới thì chẳng chia cái miền này chẳng máu tới mình yên cái nơi để chặt và để sản thị nơi cái lái thay mây để đang ấy được à chứ mà bọn anh sai tầm miền cùn anh nó cứ chặt vô bọn anh thôi chỉ reference anh là so với tại bây giờ mình phía bây giờ thả cốt có tham miền cùn này chứ mà cái cam này cái bậc cam mót thì nick cứ vì vì hai thà tôi phát cha ông pin kia được một lời đại bọn anh hai thì có bọn anh ở dưới đáp lên cái đảo lần phái xoay mưa được luôn này ha ta ở bây giờ từ cái cáp bật nhưng mà nói đáp nó chưa còn là lưu kia thá hay dưới thá tạm thì đôi chụp tiệm mưa để kia vô ở cái thá bọn anh cái tập bộ không cứ tiệm tôi từ nâng cái hai thá hạt ta hệ hạt nào niệm thảo thế này nè đặc biệt chẳng đây cái tháng bọn anh tham yên đã của luôn đi phân để luôn chẳng đặc biệt là hôm ta nạc lát cứ xong bây tập bộ sắc lạc ở đó nó còn vô kia thá à ta hay à ta nào đi tháo đấy mình vô tập ra phải trong tới thì mình vô tập ra nó có bài chi cái thà cái hai thật xa môi sầm anh đại là thật chân tay đây này chỉ biểu được thà các bạn nát sọt là nắng ngày luôn thì phần luôn này chẳng cứ mình qua pin này tới qua tạm pin luôn ấy cứ tạm pin luôn ấy chẳng cứ ai à ca nhang nữa sẽ cao một thiên là cao tôi này phải chụp bàn này chia bạc quạt nó cứ từ tại bạc cả từ mức cái thà khai tới chia mình nước ăn mà dùng
mình kết hợp với sự cố mình kết hợp với chia bị giàu để đây chỉ chậm bình chẳng để sai ta ca và can mòn từ điểm một tận tái và sân và vô nơi thọ và chúa sắp xa bằng sự mới khơi hà phạm chẳng đi thì bất bỏ ông phạm được lời đặt lời muối sầm rạp ở dương phạm được lời dương đại hay không cần nào có học quân bỏ ông cứu đại và làm nhà được không cần nào cho riêng được biết với không cần nào sai vô đạn đập cha và thay tiền thì bỏ cứu của đôi chi nhiệt nhôm đại chi nhiệt thọ nó còn group này đặc biệt là vật chi đẹp phong tình đang Phật sát sanh chán hay thôi trong cái nhà bàn xoay vô chán hay trong cái nhà cái tha xong cho rôm chay lấy cái nó chắc của tục phê lý ở cái hồi mà chắc mà không có rôm chén cứ bàn chay để bàn chán thật tiết là ọc con chá bạc của chân là xa thụ tiền ọc bạc con chán chân phố ca chay đâm lê cho bọn phong đi mong bàn tư sá đa hay là chạy lẹ bạc lọc nhưng mà chạp râm thông bọn lời cũng phí và chạy cầu tạ và đập bí chụ đài là xa xô bạc bột nâng hay bọn lộc ắt chlau ấy nè nưng hay đối xa tại sự mai nưng cứ miên tật thệ bạc căn muam tằng pi nưng tới hay để chúng hay ta sát sát tật thệ hay nưng ucchet tật thệ nưng chăng nẻ đai bạc căn tha miên tu khluôn cứ sát sát kật tha tu khluôn vi tieng đơ nẻ bạc căn tha ắt miên tu khluôn kật tha vi sôn nê chăng tới chăng đối bọ ông lơ cầm pi bạch chư ban nọ thngai chăng nà kla ắt yol pi nà tang kật tha mèn bọ khluôn tới chi ắt thae rasa trop robas nưng vĩnh đô chi robas sa thiên nà chăng trọc xong bát thôn thiên bọc bà tế khmai dương đầy dương miền chăng nó phải đầy dương kết tha vì mẹn dự bọc luôn dương ọt thai ra xa phần tay nó phải đầy dương kết tha chịu bọc luôn dương chập đam hôn hài chẳng khởi những việc khóc nâng bì đối chân hai bàn dư cô dùm hô rồi bọc bà bút lâu ọt lại thà miền hay cơ mình lại thà mình miền tái lâu miền vị thi bình dô bà lâu xe chẳng chăm sát đạp nẹ xe tiết hà nâng bì dô dàng ná chẳng nhông bà sông rạch tình mía rạch tình niên môn con cha sokoy kana phang lai sai toal mok kompi khaet bat dambong chang phang men avai chou ruom teak tong te nang trisdai anatta hai nang chivit pracham thngai kana som ratne ni mon som mon baak menyu thon teak na kana som namaskar chum bai nei putrai rot men praput ratana muay thamatra muay Sang gratana mùi đã dạy gây gốc trẻ la. Massacre of Uncle Sokhavi, Uncle Demong, đã dạy gây gốc trẻ lạnh gặp an. Hai chim ran phó, nhét nhôm, put the body sắp prostrate and off. Nick long group dama in English and off near, đã dạy gây gặp an. And my refugees to the enlightened one, Dhamma and Sangha, and venerable teachers of Tibet and the monk, and ladies and gentlemen, like lay people in this Dhamma in English class. Today, it is so very happy for me that I have joined in this class, Buddhism in English, and to share my understanding about the learning of English like the Dhamma and share to all of you and online like the internet. Today this topic the kind of speak about anatta. So everybody when the mention of the anatta they always worries about their life and then they all I will die if this is not mine. But for this Buddha teaching, it means that Buddha's always taught us to careful. It means take care of ourselves even though we are no self and like the word I or soul. But around the people, they always noted about the conventional truth, but they don't mention about absolute truth. Even we have two truths in this world, like conventional truth and ultimate truth. All the religion like
Christian or Muslim or Hinduism, they always refer to the God, but for the Buddhism, we cost or value the people, not the God. We value ourselves, we value our activities. This is the meanings of the Buddhism. It is not mean God. And anatta, no self, for the people around the world, they it means they worried, and especially they don't learn from their self. They always learn from the other side, meaning the outside. They don't learn from inside our their body. This is to find out, not the find in, like the story when the king and his friend go out and take the one lady, like, and then she stole something from him, and they go and find her. This is not inside, just from the outside. So the Buddha taught us to find outside, inside, in our body, in our mind. It meaning that self is mean mind. So the impermanent and suffering. When we were born, our body always impermanent. It is not still, and we stand still. It just always run and go around. And especially seeing anatta, we cannot order or we cannot demand. It means everything, it is not our demand, it is not our order. We just learn to know, oh, this is impermanent, this is suffering. So we can take the mind and to know, just follow the nature. This is the natural law for the Buddhism who's taught. And the benefits of learning anatta, it meaning lead us to walk the right way, and it's not in the forest, but the clear way to walk to that we want to, like the Nibbana, for the last our life. And we dispel the darkness of false belief. So the people around the world, when they were born, like me, I was born in the Cambodia. So my parents, my grandmother, grandfather, my great-grandfather follow the Buddhism. So I am a Buddhism too, but don't understand about the meaning of the Buddhism. You just follow and follow. Other religion is also Christian or Hinduism or Muslim. When you was born in their block, so you will follow their religion. And the benefits, we can understanding about the nature, to what is the nature begin and the end of the nature, like the ourselves, we just want to be birth and then still underlie, meaning die. And we can learn about the carefulness of our bodies, of our activity, what we are doing right now, what mind is going right now. We learn about live in peace. Live in peace is very important for
the people around the world, they always want peace, but they don't know what is peace. So the anatta can teach them about the peace in mind, not outside, it's just to be inside peace. Peace is meaning to be outside and inside. And we can learn about the open-minded from the anatta, and is this living, is it growing, and living together with the happiness in the world. Yes, thank you. That was my mention in this anatta. Yes, thank you so much, Venerable Sukhoi, for your elaboration on anatta. So as long as I catch up with your important points where you talk about the nature of reality is such that we cannot control things the way we want it. They are uncontrollable. So it is anatta. That's what the Buddha said when five aggregates undergoes changing and it is subject to suffering, to decay, to elimination, to collapse. And that is why it is anatta, because it does not stay in the way we want it to be. So thank you so much for that. So right now, I would like to invite the next student to share her thought on anatta. And she is Sister Hu Sri Pich, live from Phnom Penh, Cambodia. Chân sông chơi, Baska Hu Sri Pich, đồng bày chạy lệ, một tí trở sử dây anatta, phố sông chơi. សាធុសាធុកណាសូមក្រាបអបអរគុណសូមមកសក្ការថ្វាយបង្គំ Anatta, Trisle Anatta, the doctrine of no soul, self, or Atman, Anatta. Hạt với bàn Braong xâm đại thá, Anatta mình miễn khuôn. Môn nâng dương từ tu school, nâng bị thả Anatta dương một xoay nhu lại bàn chức bà, nâng sẽ chạm đi tùm rộng, sẽ gây bật đi tùm rộng, cứ tìm mũi cứ sẽ gây bật. Đói cả sản phẩm cứ xâm tệ và nhận. Thì bí cứ bỏ ra mặt sạch chả sạch đầy bất tam sạch hiệu và bất là ất sọc không. Cứ giang ná cứ giang nụ. Phần tái đòi xa ta dương chi phật thuật chân đòi xa ả vị trí. Cứ dương nơi chuộp ất chùm pẹt nơi tìm mùi cứ và nhận cứ cả sản phẩm xâm tệ và nhận cứ cơ và nhận nè. Chẳng dương là chuộp và nhạt ô tì hợp đối chìa đối nhầm bạc nà nền khí nhóm khả nạ bền ý và nhạt chung mù cư sẽ bởi cái đầm nàng ai khăn phạm đã dương còn chìa bóng cung này khăn phạm chẳng bà con một chát có đối chìa nhiệt mật tầng ốc có chìa khăn phạm chẳng bởi xân chìa ọt mên ca xa mà mọt rực có bà nhạt xa mà tệ bà nhạt nì mà bà nhạt nâng tế dương có át ai phư ca tệ tôn rực có bật sài ích nghiệp bà này chẳng mân bà ông nâng nì môn lộ mà chắc khăn pram rưu ngôi có nhôm khăn pram đăng nà này chả lộ chả làm chẳng hãy trời ca chẳng bách cứ trời miên nì mà bà nhận chẳng phần tái đòi xa tại ạ bì chìa đòi dương mặt bàn đăng mặt bàn school tư vừa ở dương chuộp ấp cho môi nâng nì mà bà nhận nâng mình nghe nâng lẹ bàn rồi hốt đòi dương sắc xa xoay nhu mình tệ mặt đòi mình tệ mặt đòi dương chạy xái nơi ở cả lộ bên đi đây khi mà cả nà nên trong bàn tự tù sắc xa chìa thị xa ơn lễ phần tái thuyết bất tài thị xa ơn lễ dương mình bàn ở lộ phần tái bàn dô đừng còn bao nơi khổ nông ở bộ sát ná chì bì xe nơi khổ nông trích đầy anà ta đầy dương tư tài bàn chọc thầm mây nê chẳng anà ta ở vây nà đai mình mên chìa cả cực cổ bằng quốc bình chìa rồi bao dương bàn ở vây tặng ơn nô hói cứ chìa anà ta sẽ đầy phật bạp và nhạt đối chí chmô rộ bà có khó vô phố viên nâng ách mô xên tiết bàn chẳng nhóm bà cả nà nên nhóm chẳng mình chạy
thà cam ca sát xa rồi bọc nhầm cả nà nâng nông sập hờ nâng cư ở bàn chùa thà anh ta vì ở miền ấy thọ nâng nông nâng về để dân chập đám sát xa nâng bò rộng mặt đất thò tớ là hốt ở dân sát xa tớ đó tùm lăng mưa tớ con và để chạy xung bạc đào tì chùm rơ tớ tiết nhưng rồi hốt ở dân bàn sát xa bạc đại bạc xem xem cơ thuở ở dân bàn khơi thà cá sau là một thả tu khuôn rực ở thma anh nâng cư vì ở miền ấy tầng ở vì con tì chì cao bằng cùng nấy bánh chạc khăn tại bật nộp bần ta đòi xa tại dương mình đấng đòi xa tại vị trí vợ ở dương được chuộc sập cho mình được tập ở nông thôn dương mình sẽ đầy tục sau đó hốt đó rồi thay nâng chân ca bằng riêng rồi bỏ ra sama sầm bốt cứ bằng bạn để sát bạch khát nở ca mình tự tu qua tha miền bờ lớn rồi có atma nó không luôn rồi có ra luôn một lúc rồi có tì đầu tây tiệt có miền có mình mệt đài đôi nơi không bờ sâu à lẹ cả tứ và mẹ nó không cùng đi bà chị mẹ đi cái chồng nội muối đại bảo ông sầm đại tất căn bị khổ tăng lại thà mình đi bị khổ tăng lại ta nè thọp khơi nè đại tự tu yoga tham miên tu khôn nâng mình miên sẽ đầy tục sao tế bỏ bớt bà ông đo chấm ran mình thọp khơi tế lo hai mình đi bị khổ tăng lại tất tha cốt có mình thọp khơi nơi ạ tạ vi tẹ nơi chấm nơi tham miên khôn nâng mình miên sẽ đầy tục sao nó có mình miên lại mình đi bị khổ từng lai, person bản nhẹ từ tu yog tham miên khôn hái bản sẽ đầy sọc mình chụp tục sọc nó cho nhẹ từ tu yog cho từ chỗ này riêng từ lọ màu vinh tha bảo ông sầm đai ha sầm đai tha vừa lõ bản lõ vừa ạc rọ bản ạc rọ cho bảo ông miên tu khôn nhẹ ná chỉ nhẹ vừa hái nhẹ ná chỉ nhẹ từ tu thọ nâng chùm nô môi nâng đài kê tay tờ xù chỉ chả thà bờ bờ ọt tu khôn mạch tên nà nè thơ bờ bồn bạp nâng tam bất cứ đời dương bàn sắc xa tự bàn dương bàn dùl thà nè đài thơ ẩm bơ nâng cứ chê tần ná chia nè đa tu thơ nợ ẩm bơ chê tần ná cứ chỉ tù cầm hói nè đài tờ tù phò cứ chia bàn chạc khăn cứ chỉ nè tờ tù phó đà miền về tình nế chỉ nè đa tu sầm khăn nông ca tờ tù phó xoay ở rộng chỉ sọc chỉ tục tình ở nâng chân dương ở sở rộp mô ạ nà ta cứ ở vầy nà đà mần nơi kron ca bằng quốc bình chia rồi bỏ dưỡng hai vì mình ca cài prai pru mình riêng tốt tớ plạp đô chia đò ra tớ ở vầy nút cứ chỉ ạ nà ta chỉ sầm anh lạc nạ thò hỏi đôi chỉ cá chứ cha lạp cứ chỉ cho bà thầm chết đai màn ai cài cả lại bán đai màn ai ao dương truột ra bàn tha cùng chứ cùng slap rưu mơ cùng cha nơi xa nơi không được hộp bàn nâng cứ chỉ ăn ta đây nên cứ chỉ ca sắc xa ca dột đừng rồi bọc trong bà cả nạc là nó về đây dương sắc xa hỏi bạc bạc dù ông pi ăn ta thưa ở dương tùm lẹ nâng cắt bằng thoi nơi tất thể ác mê mình nè là vì bố dương bàn dù nơi bà phục bà nhà hà thông muối nơi không lục này cứ trong thang khuôn anh rồi bỏ anh ăn thma anh đó về để dương chập đàm sắc xa bạc đại bạc chùm ra vipassana đấy ở sắc xa khang khai bạc đại đấy đôi đôi sắc xa nó không ở còn phải chạy sang một bàn chẳng cứ dương bàn đằng hai thang nó không bị phục lô ca dương nâng vi chia lũng hồ vi chia thiệp rụm nhò chia vibration vi ớt ấy tầng ớt vi tự tế xa trăng nà tớ tù nhóm trăng nà tớ anh trăng nà tớ ác má cứ rốc ớt hơn tớ sao vi còn tớ chi thiệp rụm nhò thiệp rụm hồ muối chẳng vi còn là chi ca bằng cung này bàn chạc khăn tầng ớt nìa ớt 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 ណាអបគុណគណៈសូជួបរួមប្រតិទិនចាសសូមអរគុណច្រើនបាទស្ការហូស៊ីពេជ្របានចែកលេខតកតងនឹងសច្ចៈ២យ៉ាងគឺបញ្ញត្តិហើយនឹងសច្ចៈដោយបរមត្តចឹងជាទូទៅយើងជាប់នឹងបញ្ញត្តិនឹងដែលធ្វើយើងជាប់ក្នុងទុកហើយប្រសិនបើអត់មានអ្នកបើថាអត់មានយើងជាអ្នកធ្វើនៅអំពើអត់មានយើងជាអ្នកសោយនៅអំពើទេអញ្ចឹងអ្នកណាជាអ្នកធ្វើនៅរឿងរបស់នឹងហើយទទួលផលនៃ អំពើដែលខ្លួនឯងសាងបើថាអត់មានទួខ្លួនណាអញ្ចឹងដំណាជាអ្នកធ្វើអំពើហ្នឹងមានណាគេវិបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងគឺខណ្ឌមួយនៅក្នុងហ្នឹងគឺសង្ខារៈជាអ្នកផលិតកម្មហ្នឹងគឺចេតនាចេតនាជាអ្នកសាងនៅបុណ្យបាបអី
dân thừa vậy mới toàn miền chết na bạn hãy đợi đợi cam hay nè đây sau nè phao nè cam nó cứ về tận nè nè sau nè làm đằng sọc đằng tục để cả đồng pi bị bạ này bồn được bạ nó cứ về tận nè này chắc vậy miền sa tận miền bắc cô miền dương na chỉ nè thôi nè bớt hay chỉ nè rồng nè bớt để nó đòi bỏ làm mặt chẳng mình toát sông chơi nhà con sợi chuột nán sai to làm pi thì còn không pin làm bay cho rum chạy trong đây để tàu nâng anh ta nâng cô sông chơi bao nhiêu đó. Nhóm cạnh này nên không xong gặp thoại bóng cũ về ông cụ xong mà cổ trình nhạc xưa bóng bộ nó ạc này bóng bộ nó ạc này tam dạ ca sục xa nó không sắp hơ what the Buddha thought nó không mê điên ảnh ảnh tác cứ nhóm ban vô thà ạ tình này này ảnh ảnh tác nâng mình này thà luôn dớn tai mình bạn chỉ là bỏ dường chứ đại do mình nè nó cứ miên cái hay là chật rư cò khăn pram đại miên là rút về tình lý sàn nhá sàn kha hay là bị nhiên đòi bạn dễ bị hưởng sanh ở trạng thái bỏ quan tại sanh là mệt nó cứ cái nó cứ rụt hay chật nó cứ về tình lý sàn nhá sàn kha hay là bị nhiên chứ đại ở tình này nó cứ bất chấp tôi nó ở vậy đã thêm vào cả nhà nên khi ông ban thuộc lưu bị môn màu cũng bị môn mắt thuộc là lưu tam lập thị hay là ở sát nam xem xén cứ ban trở thành bạn ở thuộc lưu tha mình được dương mình đẹp mình cứ miên ạ tham ăn miên phần lớn nó bây đài sạp trở thành miên ạ tham ăn miên phần lớn chị em bạc tạng chị chân tay bị chết môi từ chết môi anh chẳng hạn tại đọc về mà sắc xa bị trước đây bị mê riêng rồi bọc đẹp xa mà xa cứ tôi sẽ lạc tại một đồng chẳng đòi thô bạc phốt ban được lang tha anh đặt trắng tục khai anh đặt tà hay thô môi tiếng lúc cư sắp bế sang kha ra anh đặt trà chẳng sang kha thô bằng lái cư mình tiền tì hay sắp bế sang kha ra tục khá miền này thật thoa na đại mình tiếng cứ thoa nó cứ chít tục hay sắp bé thoa mía anh đặt tá miền này thật thoa na mình tiếng thoa nó cứ mình bạn chỉ dướng mình bạn đọc bọt dướng hay nên mình bạn khuôn dướng hay ta mình bạn khuôn dướng cứ chỉ giật ai cục rồng bán cứ chít tục cái nè chẳng ngờ bị topic tam giải ca đại khi nhung cạn là những khi nhung ban sắc xa vì mê điên anh đặt tá mê điên đi ban phơ ơi khi nhôm ai mà nên cần đặt bị cha ná cho bệnh trang mà chị cái chi vật bị trăm thay mà nhưng ở mà khi nhôm bị cạn này khi nhôm với chị khăn pram chẳng khăn pram khi chị tục chẳng mình lấy tha được ru cài chẳng giờ ai ở từ cục cồn ru cài nắng mình ao chưa ấy ta chợ ta về thời chưa về chưa về việc ăn việc thật là không cầu cả cục cồn mà giờ nghề chẳng đến đây hai bạn rút về tình nghĩa sàn nhá sàn kha hay là vị nhiên hai mình cứ mình bạn chỉ được bỏ dường cái nè chẳng cúp scam và phep đại cát đang không chỉ bật trăm thay ngay để xem mà xem post ban bằng riêng bật tha rồi miền phật đi cà tha ở giữa ai tư cái này giữa ai tư cái ở đất cà ba này hơi dân cọt ai tư cục cung nè cột đài mình tôn một đài đài vì thế này hao ở vậy đại dương ai vừa bán cứ miền tây chi viêm cục rồng bắt bắn nè bắn ông thoát chi viêm cục rồng bắt bắn nè ở lõi bom thoát tam vậy cái nơi con nuôi đấy cái nào do môi thè đi tẹt tôn cho môi nó chặt chẳng bị khác dương chặt thè rút hai cây nó mềm chỉ mỏi dương nghề chặt nó mềm chỉ mỏi dương nghề chúng ta dương ai cục rồng dương ai bịch giặt ban đó là bị mệt và xin chị dương aspatơ không ca cục rồng mà dương phong ta dương ai cục rồng ban đó là bị mệt chẳng cứ biên tài cục rồng tam giải ca opera khai chùm ra nơ ca vô đăng chùm ra nơ sạch tệ hay chị dương mà cùng nạp đăng nơ trẻ tham sự cảm ập hiệp đại cát đang không chỉ bật chân thay mọi dưỡng miên là đẹp thơ cay vị cha hay chất nắng thở miên smart đây lực đăng cục lực hai cục sự phê vẹ chẳng cao gần lột hay năng
tự tăng sự thiệt vẹn này thoa rồi bảo thoa mùi mùi chân từ chân khi ông cả nhà nên khi ông liên tài phần đăng tế kho to dạng này xong mà chia sẻ hay អរគុណច្រើនសិស្សយូណានដែលបានចែកលេខយ៉ាងពិតស្ដាហើយអាត្មាគាត់ទាញយកចំណុចចាប់អារម្មណ៍គឺគាត់បានលើកនៅក្នុងធម្មបទជាថាធម្មបទ២៧៧២៧២៧៩ដែលព្រះអង្គសម្ដែងពី ធေါ်ទាំងឡាយណាមកទៀងណាជាទុកធေါ်ទាំងឡាយនោះជាអនត្តានឹងឯងមិនឋិតនៅក្រោមអំណាចរបស់យើងទេវាត្រូវឈឺឈឺហើយយើងអត់អាចហាមបានទេប៉ុន្តែការថែរក្សាសុខភាពគឺយើងអាចធ្វើទៅបានយើងហាត់ប្រាណយើងថែសាផ្លូវចិត្តអីបានដោយប្រកបដោយបញ្ញាស្មារតីប៉ុន្តែបើយើងថែអស់លទ្ធភាពឲ្យវានៅតែឈឺអានឹងយើងទទួលយកតាមធម្មៈហ្នឹងទៅគឺថាអនត្តានឹងឯង ជាគ្រប់គ្រងវាអត់បានដោយណៃនឹងណាមិនមែនថាគ្រប់គ្រងអត់បានហើយយើងលះបង់វាចោលអត់ត្រឹងត្រៃនោះទេបងអញ្ចឹងបន្ទាប់សូមអញ្ជើញបងស្រីកំឈៀងដែលផ្សាយផ្ទាល់ពីទីក្រុងភ្នំពេញចូលរួមចែករំលែកបន្តបងសូមបើកមញ្ញូតបងថ្វាយគុំបងគ្រូថ្វាយគុំព្រះអង្គមិត្តធម៌និងជំរាបសួរបងប្អូនប្រុសសិញអស់គ្នា បើយើងនិយាយពីអនត្តាអនត្តាមានន័យថាមិនមែនប្រលឹងជាសម្មាញ់វិបាកអំពីបច្ចក្ខន្ធឬបដិចិត្តសមុប្បាទបើយើងនិយាយបច្ចក្ខន្ធគឺមានរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណបើយើងនិយាយពីបដិចិត្តសមុប្បាទយើងនិយាយអំពីសង្ខារវិញ្ញាណរូបនាមនិងរូប អាយតនៈ 6 សំភោះវេទនាតណ្ហាឧបាទានភពជាតិនិងជរាអញ្ចឹងបានន័យថាសង្ខារទាំងឡាយកើតមានព្រោះបច្ច័យគឺអវិជ្ជាពោលគឺសេចក្តីល្ងងវិញ្ញាណកើតមានចំពោះបច្ច័យគឺសង្ខារនាមនិងរូបកើតឡើងព្រោះបច្ច័យគឺវិញ្ញាណអាយតនៈ 6 បានន័យថាអាយតនៈ6ហ្នឹងមានណែជាចំណុចអណ្ដាតកាយនិងមโนសំភោះកើតមានព្រោះបច្ច័យគឺអាយតនៈ6វេទនាគឺកើតមានព្រោះបច្ច័យគឺសំភោះតណ្ហាកើតមានព្រោះបច្ច័យគឺវេទនាឧបាទានកើតមានព្រោះបច្ច័យគឺតណ្ហាភពកើតមានព្រោះបច្ច័យគឺឧបាទានខ្ញុំគណនាថាជាអានពីរដង ជាតិកើតឡើងព្រោះបច្ច័យគឺភពជរានិងមរណៈកើតមានព្រោះបច្ច័យបានន័យថាក្នុងយើងកើតមកហ្នឹងបើយើងកាន់ប្រកាន់ភ្ជាប់ថាយើងមានសង្ខារយើងមានវិញ្ញាណរូបអាយតៈ6មានសម្ភ័រមានវេទនាតណ្ហាឧបាទានភពជាតិជរាមរណៈកើតឡើងហ្នឹងបានន័យថាវាដូចជា កងមួយដែលវិលមិនឈប់គេដូចតែមួយដែលវិលកើតហើយឈឺឈឺហើយចាស់ស្លាប់ទៅវិញទៅមកវាជាបច្ច័យហេតុដែលយើងកើតចាស់ចាស់ហើយឈឺស្លាប់ហើយបើសិនជាយើងមិនចង់ឲ្យឈឺយើងមិនចង់ឲ្យវេទនាយើងមិនចង់ឲ្យមានការស្លាប់តើយើងកុំឲ្យមានការកើត នៅក្នុងសិក្ដីបដិជ្ជសមុបត្តិហ្នឹងគេបញ្យល់យើងថាក្នុងកងនៃទុកបើយើងដែលស្នូកតានឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតណ្ហាហើយនឹងអវិជ្ជាបើយើងដាច់នៃអាកងទុកឬក៏ធំរបស់វាគឺតណ្ហានៃអវិជ្ជាបានពាក់ព័ន្ធជាមួយមុខងារដែលខ្ញុំអានទាំងដល់ពីរហ្នឹងគឺយើងអត់ត្រូវមានការកើតទេប៉ុន្តែមនុស្សយើងសពថ្ងៃគឺមានសិក្ដីប្រាថ្នា ខួងហែងខ្លាំងដូចថាយើងចង់បានឡានយើងអត់ចង់ឲ្យឡានខូចយើងអត់ចង់ចាក់សាំងអីចឹងទៅឧទាហរណ៍ថាយើងរូបសម្ផស្សយើងជាប់សម្ផស្សរូបស្អាតយើងអត់ចង់ឲ្យចាស់យើងអត់ចង់ឲ្យមានការជ្រៀវជ្រួញឬក៏យើងត្រូវលាបឡេលាបអីចឹងណាបើយើងនិយាយ
mở từ lòng ở với nơi con ông từ đây anh lại ta được đấy đi bẹp bòn chùm môi nâng bọn mà lực làm này thà à ta hết à ta nào đi thao luôn chỉ tì bưng rồi bọc luôn luôn anh chui luôn anh bạn này thà con ông đấy ở dương thử miên luôn anh chỉ tì bưng ô ta ho thà đi nhầm cả nà riêng thoa chăng bởi khi nhầm cả nà mình mặc riêng khuôn ánh có ọt miền nạ tây nà mà riêng chỉ đủ khi nhầm cả nà đây chăng bởi sân chỉ nạ tây mà riêng ở nạ nắng kì chạy hầy đi nhầm cả nà mà riêng nhắc nhầm thử nhầm cả nà thử từ tù ban chỉ đăng lê ca riêng bị thoa riêng hai nhầm cả nà bà đã bắt khuôn ánh tập đăng tha ca riêng nắng vừa ao chỉ bật dương bà xa làng chăng bởi chú lại tọp bị khuôn tí bằng khuôn năng bởi sân chỉ nhầm cả nà ọt màu riêng hồn anh chẳng bơ sân chìa mình đã mùi tiệt mình đã mùi tiệt kê màu riêng chẳng hồi dưỡng dưỡng của tù ban chế đăng này ca riêng sau đường đài bơ chạy tỏ mà vẫn được đưa chìa dư năng các bạn lực làng chẳng nơi khăn ông anh ta nắng có bạn bà chạm bì sắp bê xong khá ra anh đi chà nắng xong khá tương lái chìa đập bọt mình tiền hay sắp bê xong khá ra tục khá sân khá tăng lái chìa tục sắp bê thò mía ạ à, nạ tá thò tăng lái kì chìa mình mẹn dịch bọc luôn bên dậy bì ca rù nơ bà chăm thang ai dân vấn mình đu rò thang ai hôn hai nha hôn hai tăng bì bà miền xóa mấy hôn hai xóa mấy bà chăm chả ơn chúc nìa cặp chạc nìa chúc nìa đại xa bà chăm bà sân chìa mình là bọc vĩnh mình chẳng ai là bọc khô bà sân chìa rụp dịp bọc vĩnh mình chẳng ai rụp chắc không tờ thua cho mô thư phân nè không thực bật thầm an cài chẳng ai bắt bóng rụp cài nà mùi hay bà sân chìa tùa sạp vĩnh bà sân là bọc lo hay bánh tác chẳng ai là bọc khô mình chẳng ai bắt bóng bà sân dương tu squat tha là bọn nó mình tiên tuột, là bọn nó mình thật thề. Bây giờ tôi score chứ, mấy dân ở xong nâng dung, rồi cô ở xong nâng chụp chụp bẹt là bọn lọ lọ ăn này. Thế bây giờ vậy thì cặp mà thôi, nơi tuần hai này cả trong bàn với dương nâng dương cô ở thơ chụp bẹt là bọn đại dương trong bàn này cả nam dân ban là bọn dân chọc đám khuôn hai ngày. Thế bây dân ban hỏi cô dân thời cặp thôi thay là bỏ nắng ở nơi mùa dân là hồ đấy bị con ngày nào mới đang bắt bò nghề bởi dân hiện là tua score bạc nắng á dân đang ban sọc sọc ngay khi ông cần à bạn vô ở từ đây là ta nắng một sao cho nó cao ru ru nơi bảy trăm ngày dân trong cần à cặp thôi là ca khăn tràn ca huông hàng tràn bị muôn má ao tờ trên vậy em xuống và cạnh kì thân kì hay là bỏ lọ mua cho nuốt về món ớt tư chè lẹ bòn này phần ta lỡ chè lẹ bòn hay là bỏ phần món khô chập đầm coi dùng coi dài giống như này phần ta sắp ngay nhau cái này lẹ bòn chán chẳng ớt sơ bạc cam chán này chẳng cái này chẳng ớt sơ bạc cam chán dân có ớt sơ phù bạc chật đẻ dân ai đặt đẻ của anh ta bỏ từng lái cứ chuyện này ta bạn mê thật thề thế cái này xong cho luôn phần đắng phần ก็บนนั่งให้คนจานตอนใส่กับเชียงนะจังกับบ้านเล็กหลังปีกองประจิสมบัติจังต่อปีนั่งคือชีพอต่างมุ้ยได้ปองเป็นเจ้าท่าเวียอดมีนไอ้ใจท่าโยเตยตัวกลวนกาได้ไปปลัวบอกต่างหลายไปการปีหายปีปัจจัยตะตายคือติดตามกองในประจิสมบัติจับดามปีอาวิจีนอมิการสังคาระหดดอลเจ็ดเจริญมรณะนั่งไอ้คือเป็นหายปัจจัยตะตายมาอดมีนอดิเตปนาจีเนี่ยมาตัดตายเลยจังหวัดสันบยังประบายนู่มูลในวัดด่านังบ้านคืออาวิชีตันหาได้เชี่ยประพบนอมเมียนติดเทยุลข้องทำเมตัวกลัวนั้นอันนั้นจากบ้านสอกไอยังเลหะกาประกันบ้านนะกูหาอัตตานั้นวิการลางดำนาเดียวปาเตียนมาชาติเทยนังไงจากบยังยุลปีดำนาในประเทศสมบัติหายเอาไว้ไว้วิการได้หายไปใช้อันนั้นยังช่วยลงในบ้านเชื่อน่ะแล้วประตอบเทียดคือส่งเจริญบองปรอเซ็งเคียสายตอนปีขาดไปเวงสมจรวม
chạy đồng lê thẻ tông thiên lập bản đấy cứ vậy tới chuyện là ta hay chui dân không chỉ bệnh trăm ngày đừng đạch lạc rồi nát chơi rồi sinh kia xong xong như dây lươn tích nát của ấy hiện sao ấy xong lên càng sinh kia có chi dìm và tự lạng vào chìm bằng tích nát có cần So first I want to pay my high respects to the three stable gyms, Buddha, Dharma and Sangha, and pay my respects to Venerable Teacher Soktiri. Is the founder of Dharmika Life, and want to pay my respects to the Venerable Bimong and Venerable Tokui, and say good morning to our brother and sister in the United States right now, and say hello to brother and sister in Cambodia. And today is a great opportunity for me to join this discussion or live show tonight. I'm so happy, but I just gonna try to use the English, but I'm not good in English, but just try. Okay, so I want to say happy to the 1 year anniversary of the Buddhism in English class that was founded by a Venerable Soktiri Muniputao. Okay, so the hot topics today is talking about the anatta. That is the hot topic. So before start to getting more and deeply about it, I want to find the definitions of this term first. So the word anatta is from Pali language, and according to the Buddha teachings, we can say the Dharma. It means that no self, no soul. Okay, so non-self. So that is the many people very confused about the self. They always think that all the human lives, human being, have the self. So they always try to do everything to support, to complete the demand of daily life. Like we can say the tanha, they want wish something more and more, because they think there is self and there is soul. But what is exactly what the Buddha taught, and is there is no self, no soul. According to the books that I have learned with Venerable Soktiri, is the book What the Buddha Taught. I get a lot of knowledge and understanding about the word anatta. So this body, our body, is not belongs to us. It's just a combination of four elements that I can say in Khmer language, maybe Pali language also in Khmer, is Pathway, Dejo, Viyo, Apao. But and we can say in English is the our body is the combinations, the combination of the four elements like ground, fire, water, and wind also. Okay, so this body that belongs to us, it is not permanent. It is, we can say it's from the five aggregates. The five aggregates. What are the five aggregates? The five aggregate is rupa, vadana, vadana, sanya, sangha, and vijnana. So we can say in Khmer, rupa, vedaniya, sanya, sangha, vijnana. So all five aggregates combined together make this. Okay. So when the people didn't know clearly about the self, and they always think that there is self, there is soul, they always very worried. And that is the reason why they try to find the self protection and to find the self preservation. The self protection is, we can say, the wrong idea, that they believe that in this world have the Atman, it's mean how self, how soul. So they try to believe or try to do something in order to protect their self from the dukkha, if you can say from the dukkha. And one more thing, self
preservation. It means they try to make the island for themselves because they see there is cell, there is soul, so they try to do something. And sometimes what they did is so harmful to the others. Okay, this is the reason why most people are very confused about another. And what the Buddha said is talking about this body is anicca. When we was born, we have come up with anicca, dukkha, and another. So anicca is mean it's always changed from time to time, not permanent. And dukkha, when we have life, we was born, we have the dukkha. Okay. And the last one, another, is not belong to you. Just it's just a combination of the five aggregates. It's just a combination of four elements. Okay. So the next, when the people think that they are itself, they always try to do something in order to support to complete their domain. And sometimes they force someone. Okay. And sometimes they made a harmful to someone, like killing or made the wars. Okay, fighting to each other in order to get what they wished. Okay, so I want to answer to the second question. How can understanding anatta help us in the daily life? I think when we know clearly about the anatta, and we know it by not listen from someone, but we just know it clearly by our learning the Dharma, what the Buddha taught. Okay, so we learn it clearly and we get it by the practicing, by learning. We will. I think it is very important in daily life. The first one is produce the light of wisdom. When you know this body is not permanent, is not belong to us. Okay, so we try to practice, but by doing meditation or study about the Dharma. Okay, what the Buddha teach, what Buddha teaching. Okay, so the second is give the peace. It means when the people know clearly this body is not belong to them. It's not a value for them to harm someone. Okay, not a value for them to stricken or to cause someone in the suffering. Okay, so maybe this world it become peaceful. And the last one is live in peace and happiness. I think when we know it clearly, we can live in peace. And we know how to meditate, how to control our mind. So when we can control our mind, we can live in the peace and live in the happiness. So we do not wish more. We kill the tanha. So this is what I have learned from the what the Buddha taught, and that I can understand about another. And then thank you so much, Venerable Sotiri. Yeah, and thank you. Goodbye. Thank you, Brother Sankhya, for your very detailed explanation. You talk about how it can help to liberate us from the darkness when we truly understand the nature of life, that nothing really belongs to us, no self. Thank you so much. And next, I would like to call upon Sister Kunthia, live from Phnom Penh, Cambodia, please. Thank you, Venerable Sotiri. First of all, I would like to pay my homage to the Triple Gem, the Buddha, the Dharma, and the Sangha. what about the anatta? Actually, the anatta it's literally means no soul, non-self, selfless, and egolessness. So, anatta is the advanced doctrine in Buddhism. And it is also the highest teaching of the Buddha. To know the anatta, it's helped to eliminate the grief,
lamentation, suffering, distress, and tribulation. We also learned the very well-known quote of Dhammapada, all Dhamma are without self. It is very well-known quote, which is really mean that no self is exist, mean that we are not exist. Because of what we can call I or self is only referred to the five aggregate, which is a matter, sensation, perception, mental formation, and consciousness. So in here, why when we said about the five aggregate is also the dukkha, because the attachment of five aggregate is a dukkha. That's why we call cell or I, it is only combination of five aggregate. It is impermanent and it keep changing all the time. Okay, so also anatta is also said about the condition genesis. It is the paticca-samuppad. Everything is a condition of condition and relation and interdependent. So for example, like avijja, paccaya, sankhara, ignorance are condition of volitional action. So so let me answer the question number two. What's the anatta help me in my daily life? Actually, when learning about anatta, I feel that I reduce the question of why, because I have a lot of why in my life. Why I meet that situation, why I meet that person or those person. So when I study about Dhamma and especially about the anatta, I found those answer. I found the question. I found the answer by that. And actually, I am here is not exist. What everyone see and what everyone call me by name or see the appearance is only the combination of five aggregate. So it is have been formed by the old karma or vibhaka, which is the result. It is only the result that we already produce it. So yes, it is a reason. And second, I found that when we lack of self, when we feel that we are not attached to ourselves, we receive the feedback more patiently. We are not react like before when we heard that people said talk to us or say or tell us about the bad part of our action. We really angry and very sick of our mind. So when we reduce our self, it's really because we are not feel that we are less pride and conceit. So we are not attached too much to ourselves. So it is the time for improvement because all the feedback is for improvement. We can improve by people said to us, especially the part that we are not good. So it is really good to ourselves to improve, to develop our skill also. And another one that I found that anatta, I can track myself. I can track my feeling more more often. Whether it is the sukha vedana or dukkha vedana arise, because when we track that, I feel that we cannot find ourselves in that situation. It is only the sukha vedana or dukkha vedana happen. So it's also help us to cultivate our mind. And I know that it is really the a good tool to cultivate the mind, to lead us to purify our mind. So that's all for my part. Thank you, Venerable. Thank you.
Thank you, Sister Gontia. Yeah, so much detail on that, and I hope audience can definitely understand about anatta. And what it really interests me, it was about your speech that you can reduce a lot of why like this, why like that, why I have to face this and that, when you truly understand the nature of no self. So you get rid a lot of pride and conceit. Okay, so thank you so much for that. And next, I would like to call upon Brother Pony, who right now lies from California, USA, to share his thought on anatta. Please. Chia Phật Thom, Khyam Gana, Som Kap Phai Bung Kum, Lok Mecha Kru, Phật Thia Vi, Chiti Krup Sakara, Nâng Som Kap Phai Bung Kum, Prong Sop Kui, Nâng Prong Di Mong, Hai Nâng Mệnh Rung Mật Tho Tăng O, Chiti Sala Nhi Rop An. Thằng ngày ní, Vi Thiên Nạp Bát, Riêng Nam Vi Anata. First, I would like to celebrate everyone in this room that has reached 1 year of studying the Buddhism in English. Even though I just joined this class for 2 months, but I really, really enjoyed and absorbed a lot of intellectual skill, which I can be used to apply in daily life. My topic that was assigned to me today is the anatta. Anatta is extracted from the three common characteristics, which is anicchang, dukkhang, anatta, which is the third characteristic. A lot of people believe in self and soul and or atman. They believe that self or soul or atman are permanent. They are unchangeable substance. And another group of people believe that in their separate soul that was created by their God, they believe that when they die, their soul will be taken away by their God, by the creator. And another group believe that the soul or the self is the thinker of their thought. So they believe that when they die, their spirit will remain, and then they believe that they live internally. However, Buddhism, Buddha, he denied all of that. He said that self or soul is the source of all kind of trouble. It's the source of suffering. And Buddha trained making his men to reach the enlightenment, which is the permanent, to reach the nirvana. Okay. And Buddha believed that sabbe sankhara anicca, all conditions are impermanent. Sabbe sankhara dukkha, all conditions are dukkha, or an English word, some of them say suffering, some of them say unsatisfactory. And the third one is sabbe dhamma anatta, which is dhamma or anicca. Sabbe dhamma anicca. I'm so sorry, anatta. So let's explore with me. If self is anatta or not, if there is really self within us. Okay, let's explore with me. Let's see if Buddha is right. He said everything is anatta. Okay, so let's take a look. My name is Pani. Is Pani my name? It represents my identity. It represents who I am.
and people call me Pani wherever I go. But originally, my name is not Pani. When I was a little kid, everyone in my village called me Adach. And which is, Adach has been passing away. Now I'm Pani. Is Pani really going to live with me internally? What happened to me in the next 100 years? Is Pani going to remain? Perhaps not. Or maybe tomorrow, I don't like my name anymore. I want to be called Po. And if someone said, hi, Pani, I said, no, I'm not Pani. I'm Po. Call me Po from now on. So eventually, they will call me Po. So even Po is not permanent. Even Pani is not permanent. Even Adach is not permanent. So they all anatta. So they're not self. That is not self. So where is the self? Let's take a look at my body. Is my hand self? Is this myself? My hand is myself? If you think so, if someone cut my hand out and take it away for a week and let it rotten and decomposing, and 1 week later they bring my hand back, say, this is yourself. Here, take it. And I might look at my hand. Mm-mm, it's not mine anymore. It looks ugly. It looks rotten. It's not mine. So it's not myself. So my hand is not myself. So how many parts of my body that I have to cut in order for me to realize that none of the part of my body is myself? So Buddhism said each individual is composed of the five aggregates. And the five aggregates are aggregates of form or matter, which consists of the four great elements, six sense organs, and sense objects, which are eyes, ear, nose, tongue, body, and mind. Our eyes detect the object, the visible object. Our ear detects the sound. Our nose detects the smell. Our tongue detects the taste. And our body detects the tangible things. And our minds detect intellectual idea or minds. So, like I said, or the aggregate of matter of forms, permanent? Maybe not, like I said already. And none of the part of my body is self. So not to include the eyes, the nose, the mouth, the tongue, the ear, the body. None of them are permanent. So they are not self. Let's take a look at the second aggregate, which is aggregate of feeling. Aggregate of feeling arise from the eyes contact. It arise from the ear contact, nose contact, tongue contact, and body contact, and also mental contact. And let's say if this is the self, okay, when my eyes contact with this objects right here, and one of the pleasures arise, which is called pleasant feeling arise, the ooh. And then my perception think that, oh, this is the drink. I like this drink, okay? Then I take the drink. Then after I take the drink, I realize that after it passed through the throat, it become one thing. So that event, that sensation of pleasure of that drink will not last. It passing away as after I sip it. So even the sensation is not the self because it's not permanent. It ceases, it arises, exists, and ceases. So let's take a look at the third aggregate, which is the perception. The perception allow us to know the recognize, label, and categorize stuff. So when my eyes contact, touch this object right here, my perception tell me that, oh, that is a drink. So, and then my sensation receive the drink, I like the drink, but those drinks not
remain. It's not permanent. So it's not self. Even the perception, it's passing away with the sensation. So perception itself, it's not self. It's not self. It's not permanent. It's passing away with the feeling. When the feelings die out, the sensation's gone. And the fourth aggregate is the aggregate of mental formation. Mental formation is the wholesome and unwholesome intention that aim at the sight, the smell, the sound, the taste, and the touch, and also the idea, the think. So, as we already mentioned that whatever we see, it's not going to remain. Whatever we touch, it's not going to remain. It arises and dies. And even though the intention, for example, this is the ear part. I love it. My sensation tell me that I love this ear part a lot. I hold on to it. I hold on to it because I love it. After I hold for a while, my hands start to get tired. And if I keep holding, my hands still keep getting tired. So if I let go of it, then I feel so much better. So as you can see, the intention of holding this is no longer last. It's passing away with the sensation. So the mental formation, also known as the volition action, it's not remain. It's passing away. And the fifth aggregate is the consciousness. Consciousness is a form when my example, when my eyes contact with the object and the eye consciousness arise. And when my eye consciousness arise, my perception told me, oh, okay, that's a drink. And then my sensation feel that, oh, okay, it's a good drink because it's a pleasant feeling after I drink it. But those drinks will not stay forever. It will die after you drink it. So as you can see, neither one of the five aggregate that I mentioned are self. So where is the self? So self is the combination of all of that to put them together. It make this body happen. But is it really a self? Am I going to remain forever? Maybe not. Okay. So what does understanding anatta teach me? So understanding anatta teach me to be aware, to be mindful of the five aggregate, or the four satipatthan, which is to be aware of my body. I have to be aware that my body will be aging and die eventually, and I have to be aware that be aware of death. Like people always said, if you being aware of death more often, the hell will not disrespect you. Okay, and then also the second one, the anatta lesson teach me to be aware of the sensation. To see sensation is just a sensation. Don't be attached to the pleasure and pleasure or the neutral feeling. If you clinging to those sensations, the suffering arise, the dukkhas arise. So it's, as we already said, that sensation is anatta. So why would you attach to it? And the third one is I have to be mindful with my consciousness. My consciousness jump like a monkey. This, some people say it's a monkey mind. It jump around crazily. So I have to be aware when the unwholesome thought arise, acknowledge it, okay, just follow it,
just make sure don't let those unwholesome thoughts do anything stupid. Just know it. And lastly, the Anatta lesson taught me to be aware of our everything around us. Everything around us is impermanent. You have to see things as they are. They're not going to be permanent. Don't grasping to it too much because suffering will arise. When you're grasping too much, you see self. Because and if you believe in Buddhism and Buddha and that every dharma or all conditions or anatta are without self, then there is no self around us. So we have to be aware of all of that. So after learning this anatta, I tend to cope with has a skill to cope with the trouble that occur and that I encounter. And that is it. Thank you. Thank you so much, Brother Pony. That was very detailed instruction, and of course we cannot wish to end it, but because of the time constraint, so it was very good demonstration when you demonstrated the how we should let go of our attachment in clinging the idea of self as me, as mine. So when we let go, we feel more relief and more liberated from the attachment. So next, I would like to invite Sister Riem Sok Chumran, live from Phnom Penh, to share her thought. Please go ahead. Cái này trong các trai cũng có phụ nữ cũng từ châu bông ôn trong group tổng á đại đàn châu luôn trong cảm thấy này nhé vậy là khi ông nào trong trai lệ vậy là bao nhiêu thời what the Buddha taught vậy thì anh ta thì ở đây thì anh ta nó thì muốn biến hay muốn gặp hoàn chứ ពីរៈសាសនាដែលបានលើកដែរដូចថាមានខ្លួនដូចជាខ្លួនយើងខ្លួនអញហ្នឹងគឺប្រកាន់មកនៅក្នុងយើងហើយអញកើតមកជាបើមិនមែនយើងមិនមែនអញជាអ្នកណាគឺយល់ឃើញបែបហ្នឹងតាំងពីដើមមករហូតមកហើយពេលដែលបានរៀនបានសិក្សាពីមានព្រះពុទ្ធមកឃើញថា ដែលប្រកាន់ថាខ្លួនទីអញនេះគឺវាអ្វីគ្រាន់តែជាការសន្មតទេតែបើសិនយើងរៀនបាត់ទីធម៌អនុសាសន៍នេះគឺឃើញថាអ្វីៗគឺមានទីរបស់ខ្លួនមែនទីគ្រាន់តែជាការបំពេញនៃខណ្ឌ 5 ទៅទីពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺលើកឡើងមកប្រឆាំងថាខ្លួនគឺពិតជារបស់ខ្លួនគឺមានពលឹងស្លាប់ទៅមានពលឹងជាអមតៈហើយធម៌ទាំងអស់នេះគឺពេលដែលយើងរៀនទៅវាពិតជាត្រូវមានចង់និយាយថាការប្រះដឹងរបស់ពុទ្ធដែលមានបន្សល់ទុកជំនឿឲ្យហ្នឹងគឺ ដែលស្គាល់នៅក្នុងការយល់ឃើញច្បាស់មែនតើបើមិនហើយសូមសៀស្រ័យបងរៀមសុខចម្រើនដូចជាអត់លឺសំឡេងហ្នឹងបងរៀមសុខចម្រើនតោះដូចជាបាត់សំឡេងហ្នឹងបង Nhưng mà hay đặt internet rồi có bật mình nhút và bỏng xâm rán. Ok, lời này là bây giờ mọi khách để lời mà xong chơi nhóm đồng bình rướn vào A cho rùm chạy đồng lệ để tổng lòng tiền là bạn năng bị bay nè tí đó không? Còn chơi nhóm đồng bình rướn vào bạc mình nhút vào.
nhóm đồng mình đến là cái đó còn chơi bạc mình nhút còn chơi bạc mình nhút không còn bạc mày gặp phone còn là cần một cần gấp đôi cho cái số một cần cần được ăn ngay để không hâm tụ cho ta còn ông ta còn ông tại dân ăn sạch sẽ không người dân là ta máu thì là lâu khi anh đặt tá chứ ca đại bộ phận là tua luôn lắm mòn đòi thực tại mình nè thực thực thà luôn lấy miền ruộng mình ấy chẳng hết mà cũng còn bạn tình nam sống riêng tư ắt đăng tham mạch bằng đặt tới chân tới mình bộ ở đây để lấy nhiều bằng riêng quạt cùng bằng to thì sinh cho con này chơi chơi to sẵn rồi tính cái này trong là pi đường mối đa đa phong chúng ta pi đường tua luôn nữa cái mùi năng sực chặt chặt được luôn đó là việc chặt cái mùi phong tha cho phong nữa chúng ta tha sắp tương lai nữa sắp tầm miền sắt à viêm khăn pram thấy khăn pram nắng ta thấy rồi lột tiền này pro hai nắng tức à tiền là trang mình tiền thì tốt mình tăng lên ban tiền là ta bật bật tiếng rồi tua luôn rồi ông ta hay nắng rồi bằng miền hay sẽ tất cả những cơn nắng tất cả tiền có ông sống đai nắng cứ mình bật đây là hai ấy ban thì có ông sống đai chứ của thì cả nền tôn nâng kê từ nạn minh và nhà lại chứ nhá minh và nhà sang minh thì kia cha môi đã lập bay chứ mua chứ nhá minh nẹt sang ấy sang phong rồi chứ làm rồi ăn chứ là về chúng ta có mà lợi vi tệ thì mùi nâng ăn bay trong đang ao ăn đứng bay nhân chứ nhá chậm đang phi đường là ta nâng cả người bị tha phong mây á ơi sắp tới thông miền là ta nó khai ít bằng dịp ông đang bị to nắng chân tốc với đại bằng mà chụp cho mùi ông chắc mà ông xưa thôi chân đại nó mình đi ở aki chụp vẹn aki về xuân đại trôn chân á xưa tân của ông tha hai tay bằng chị 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 được cả cái quần nâng từ đó cả trường từ hay đọc về chăng này ai tham qua tha ở trường ấy cũng ở đại bàn đại ớt còn xua từ quần nâng trắng là cái quần nâng tha mình ai đây bọn chớ ai bọn xua từ thay chớ bờ chân chia ồ mày thấy không em thấy ai như vậy sẽ khai tới cái bán đấy bởi vậy thường mày bắt vô là nát ta năng còn này cái này nè trong bàn trong của ông trong sùng đan còn năng ha ở sự cạnh của nó năng làm bay một trong tranh mười của ông năng lại đơn thang phò nó cứ chi phò là ta mình nấu thật nó trong ở bọc bọc chia bọc bọc nè bọc cô nè chẳng ngắt luôn hay và chân về tới từ để việc nông thôn để đặt một bát ấy về ăn miên là vậy để tiếp tục luôn thì dưỡng của ấy đưa miên đặt trăm tài chia bị thay chặt đại cục vật tới từ ông đại thà về miên trăm tài chia
rút đường niêm cho bản năng anh xong bây ta thì là thà chặt họ thương nư ở rút nư như đập một ban nư từng lòng như đó rút po rút bà rong đẹp từng lòng một ban nư từng lòng này sai chặt họ tin tới to từ tua nó rút nâng máu với mình chỉ chơi nó việc răng tài chế chia rút bật thoa niêm bật thoa vì chia bò đồng mặt bản năng anh hay xong cho rút bản năng anh អរគុណច្រើនបងខ្ញុំតំបន់រឿនហើយលើបងរៀមសឹកចម្រើននេះសាកដាច់មុនហ្នឹងឥឡូវសូមឯកគាត់ទៅចប់សំដីរបស់គាត់សូមចេញបាទបាទមញ្ញូតអរគុណណាស់ណាសូមសូមស្វាគមន៍ដល់ទីនឹងជម្រាបសួរម្ដងទៀតមិនមានបញ្ហាបច្ចេកទេសតិចសូមចូលរួមខ្លីៗប្រខែមកអ្វីដែលកំពុងចង់និយាយហ្នឹងគឺដោយសំណួរ សួរឡើងថាស្អីទៅជាអនត្តាបើសិនជាយើងអត់បានរៀនសូត្រឬក៏ស្ដាប់ការពយលផ្សេងៗពីមេរៀនធម៌ពុទ្ធទេគ្រាន់តែយើងគិតថាពុទ្ធសាសនាតតគ្នាកាន់ប្រកាន់ជាប់មកតតគ្នាគឺយើងងាយរកឃើញថាស្អីទៅជានិយមន័យពិតនៃអនត្តាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានរៀនសូត្រសិក្សាស្ដាប់ មកជារឿយៗហ្នឹងគឺយល់បានបដាបដាមកហ្នឹងគឺគ្រាន់ថាអនត្តាគឺមិនមែនខ្លួនគឺមិនមែនខ្លួនដោយសភាវៈជាបរមត្ថអ្វីដែលយើងនិយាយថាខ្លួនអញខ្លួនយើងសពថ្ងៃហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាការសន្និមត់ដោយសន្និមត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងភាគច្រើនគឺមានមតិប្រឆាំងនោះគឺ វាមិនជាបញ្ហាទោះអីទេបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ដើមស្វែងយល់រៀនសូត្រពីនិយមន័យនឹងឲ្យច្បាស់លាស់ក្នុងការកំណត់ដែលប្រឆាំងនោះនឹងថមថយទៅឯឯងដោយសារតែមេរៀនរបស់ពុទ្ធដែលបានសល់ទុកឲ្យនោះគឺជ្រៅមិនមានដែលនិយមន័យនោះគឺល្អហើយជ្រាលជ្រៅដល់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 
nghe đòi mình ca khất đòi khuyên ca khất không xoay vô riêng sâu nô tế chân mình lại xong group khuyên nâng xong rạch con nửa thoa cho anh khu hóa chìa sọt ta rồi có chìa à ra hắn ấy ở hai đòi xa tại ca phải phải hai nâng ca để kết tha nghe vô nghe đăng hay nâng xong anh thoa mà đa đôi hóa ngay nâng cứ ai tơ rùa chê đòi xa tại vì riêng vô riêng xoay vô dù tớ tại tầm miền trung ngõ xu luôn ai lá quả sân cho mình chụp bài chân an đặt ta nơi tại miền miền tây lực lang nó không mới riêng làm chụp bài group này ai sang vô bán đôi chia cầm bụi dương bán riêng nó không sập hờ Buddhism in English nữa cứ miền vận động đòi mới riêng chỉ ra bên chợ thái an đặt ta ní bên chia mình men khuôn dương men khuôn dương chỉ so nằm ngót nó cứ bệnh đông đói khăn pram tại bệnh nó thấy ở vậy đấy khi trong bệnh trẻ nó lớn nó đái ở vậy đấy khi nhom liên ban bị thua người ta hai ban chỉ phải giỏi khuôn ai nó cứ ban le nơi ca và can mon chị anh đôi chờ bong nó ở ông cha của ông ban được là nó cứ bong ôn nó không còn ban được là nó cứ thay bờ sân chỉ dương chìa khuôn dương nó cứ dương ai bà qua chìa ba này của bê cha chư sạp tờ vên nó cứ dương bà chìa ba hay đẹp tặng ọc nế sạch tờ ọc miền nà chọn này cái lấy nó cứ ai chui ơi dương dô cho ba tha dương mình ai cầm ngọt ở riêng cai chì vượt dương nế ai thật thê nơi chị ăn tạp ban lên ban để của việc khoản là chị khăn pram tay với phần nó tại bê việc bày thuyết tớ cứ được lấy tớ chị thiết để vận động lại lang đại đại phương cho nâng hai áp miên ở áp miên bình nhiên được khăn na đại đại từ chọc chìm với chị âm tạ đôi giờ bia đã sát na sen sen đã tiếp can tha miên bình lưng miên bình nhiên chị âm tạ từ chặt chiết tôi dừng cổ ban lư khắc khắc đây là con ông ở trong một quốc sát na khăn quốc sát na dân khăn bài bay nấy từ tay người dùng người dây tha cổ bình nhiên được khăn bộ phôi này bộ phôi luôn, con tái đòi 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 bò làm mát cứ ăn miên chấn
vậy để liên ban nó cứ ao dương lẹ lẹ ca bạc cằn lẹ ca vô thả anh bạc cằn mòn thả anh nó cứ ở dân chia nghe vô mình tên khang phải western thì vậy thì thả ego chẳng bên ai dân lẹ bằng ao nông ban hai cư dân thong thoi nơi dịch đây tục mình khăn crowd trên này trên nên chỉ tràn phao bây giờ như ca liên ban pi anh ta nên cứ nhưng mà nên nhóm ban liên mau chạm ban mà phần nắng nên sống tục về với ai trong dương tận ác ban chạy để kết tỏ và con ác quân ác quân tràn bằng liên sống chạm ban ban chạy lấy những phước sa đa chạy tàu nâng anh hà nâng chân tham mình chọn để chạy xa đam lòng bên trái để xa và sốc máy cứ can để dục trời hay là đào bèn chơi nhà bóng sậy chạy sốc kia hay nâng bóng bị say nâng như vậy bắt to nên tai mà đong chơi luôn chạy tàu mà thiên đập bát toàn sầm chén xin tặng sân bay và cùng bọn crew hay nhiệt tập hòa tặng ác nia first of all let me pay my homage to the Thiphol Chen the Buddha Dhamma and Sangha and greeting everyone here so our discussion today is about anatta or no soul or no self. So the doctrine of anatta is the natural result of the analysis of the five aggregates and the teaching of conditioned genesis, or in Pali we call Paticca Samuppada. So a being or individual is composed of the five aggregates, as our friend just said, very detailed, so I would not go into detail, but what I want to emphasize that based on the fact that one individual is composed of this five aggregate, and when we analyze and examine it, there's nothing behind them which can be taken as I or Atman or self or any unchanging abiding substance. So I would like to raise an example. For example, the smell of the flower. When we try to take the smell of flower, you see whether the smell itself is neither the smell of the petals or color, nor of the pollen. Exactly, it is the smell of the flower. We assume it's a flower. So you know, any element cannot just derive as a flower. Unless it combines everything together. So again, the anatta is referred to the composition of the five aggregates. Based on our learning through the Buddhism in English class from our reading, we can see that the idea of self, in our daily life, we can see that we all seem to obsess in self. The idea of self are so deep rooted in our self, in human being, and we there's not wish to hear nor to understand any teaching against this perception. Like, because we have been so long in depth rooted in the idea or belief that there is self or I, ourself here. So because of that, the Buddha understood this phenomena. Therefore, at the beginning, after his enlightenment, he was a bit hesitant whether he would come out and share his wisdom or his finding after enlightenment. But then the Buddha take a moment and compare the world to the lotus pond. And if we can imagine with me here, when you see the lotus pond, you can imagine that there are some lotus who are still underwater, meaning that they have not yet grown up. And then others have risen only up to the water level, and others stand above the water. So the same way the Buddha had compared this phenomena to the man or to human being, that we all are born
at a different level of development. And because of this understanding, the Buddha decided to teach everyone of the Dhamma or of his wisdom that he had been enlightened. So I read this story because I feel so grateful about the fact that if the Buddha would be hesitant and would not decided to come out and reveal his wisdom, I think we all cannot be sitting here today and learning a great medicine of life, which is the great Dhamma. So after learning all of this, especially the lesson about anatta, I have compared to my daily life, I have understand better or in depth when we say all Dhamma are without self, or in Khmer we call Thoa Teng Lai Men Mien Khluon. So before I heard this word, but I rarely understand deeply. Now I could understand more in depth, and also I can reduce the sense of craving, hatred, or ill will, especially the selfishness and attachment. I get it reduced more, and I could develop more the loving kindness and compassion, and also the equanimity. And because of this, I feel my life become more more peaceful and more happier. Before, I think I have been so much obsessed in certain things. We feel so much attached. So with this, I could share one example in life. Like recently, my father in the few months, my father had been diagnosed with a disease, a cancer, and I try to imagine if I have not understand in depth of the Dhamma, probably I may feel so sad. I feel so much horrible to learn the fact that my father got cancer. But because I understand the life have the suffering, you know, when there's a suffering or dukkha, and then everything is not permanent, and especially anatta here, like no self. So we can't control ourselves that please, you know, don't be sick, or please stay healthy, or please stay young forever. No. So I learned to reduce my the sense of suffering from my father's story when I learned that he had cancer. And then when I accompanied him to hospital, I saw many other patients with similar with diagnosis with cancer as well. And then I learned that, you know, online are very suffering, but you know, like we come across in a different phenomena or life path. So we just learn to accept the truth that, you know, there are suffering or dukkha, and then we should learn the cause of suffering, and then we should try to liberate ourselves. So with this, I just end with the fact that understanding more of Dhamma, I start to reduce the cellness, Annyom or Krom Nyom, for example, or family, cell family, for example. So I start to give more. For example, every day I practice metta meditation after every meditation. So at the end, we always say that may all living be happy, be peaceful, and be liberated. So with this, we never just think about ourselves. We don't only think about our family, but we think of everyone, all being in this world. So I end my speech. Yeah, thank now. You. Please go ahead with Bisai. Okay. Brother Bisai, yeah, please go ahead. Please mute yourself, unmute yourself. Okay. Yeah, unmute your mic. Xin cảm ơn ông Grab và anh cùng Frank Cruz.
chụp xu mật thuật của các nhà trong phái của các nhóm cả này các nhóm bác nhóm xong lược dọc phái một nơi mê riên để tiếp tục nâng pháp vị khục khem cả đại lục bàn chào xu chạy xong kia chia thông và sạc chá nơi trong tha anatta hay nơi trong cứ bảy đọc mà lại 37 chương 291 cái này nó còn mê riêng đại riêng khi mà các anh bạn sắp xài một con cứ đang nói cái bị khó khăn cả lúc thì một toàn bàn sản đặc biệt là hạt để hay cô lòng thua mà sai trái cô chọc xua niềm vì tha miền anh miền khuôn đại được của dạng này còn nó cứ cái bị khó khăn cả cho lời tha nếu không bằng nhạc khán được của khán trăm ní đã miền rút xung lên khăn rùa hay nâng xâm phó hay nâng cài nó cứ ở miền khuôn tệ hay nâng quên nóng bạn bị khẩu xên tiết lúc chào xua tha ta bà mình miền khuôn chẳng toàn chế bà đà hòn mẹn rứ hay bà thê đạ khem cả lúc miền tù tha đàm bất và ông nơi kết thám miền khuôn hay miền khuôn nắng cứ đời xa ca bậc căn món nơi cả chuột bậc căn nơi ba tiền khăn cứ bậc căn tha rụp bị tình nghĩa sanh nhà bậc sanh nhà sanh khả nè hay đặc biệt hay được cho nó háo ban chỉ nơi miền rắm tham miền khuôn nơi nông ba tiền khăn này. Chẳng lại trong trình luận này cứ dường khởi tha lột chân bà chạy tha miền khuôn đại xa ca bọc căn mô mâm nơi khăn pram này. Còn tại khăn pram nâng mần mên chì khuôn tệ. Chẳng lột ốp mà đôi chì ca đại dường thông khăn mà chì khăn được bọc ca nâng bà xin chì dường hết khăn ca nâng dường xua thạc khăn nâng chì khăn được bọc lùm ong chỉ cần được bọc sạch cá được của chỉ cần được bọc này mùi này này cá đây được dạng ná hay đã về dạng cháo cứ chỉ cần được bọc cá chẳng chỉ cần tu tới được bọc cá hay hay được như này cứ cá bọc cá anh ấy cứ đời xa cá chuột bẹn nắng cá bọc cá mua ăn nữ bằng cái này mình đủ cái nghề sinh nhà sang khai này hay được nông cá ba đệ bát bộ chạm ngay cái đôi chân cá sấu chua lồng pi cá nó vặt nó còn chỉ vật bộ chạm ngay khởi tha bớt xin dị dương cặp anh nông bàn mà chậm này thông chẳng thua ao gì lục hẹ đầy tổ sạ đầy rùi cô ba địch hẹ cá để tha tổ chặt tổ không nứt cho mũi kẹp xây những cứ vi vi trôm cho cuối cắt xong coal đại cái nào phần còn tham mình đại chi số một chép đôi chi prà là hoàn thành lại phần còn thay dương ai số còn khởi tham biên lệ cái nào khóc lại vì vì muốn pê là dương nơi bậc căn mõm hay năng pê là dương cắt tơ thôi anh nhỉ khi mà cái nào xong châu rùm phần xong là không ô phần đó còn tràn là bọn bị say đã dài vì thì còn nằm bên nhà lấy châu đó sister Sakon and she slides from Seattle, Washington State, USA. Please share your thought on anatta and how it helps your daily life. Please unmute yourself. Sister Sakon, we cannot hear you. Please unmute your mic. And okay. Thank you, Venerable Saptivi, and I would like to pay my highest respect to the Triple Gem, the Buddha, the Sangha, and the Dhamma. And so what is anatta? Anatta means no soul, no self, no I, nothing is permanent. And so now that I understand anatta from what the Buddha taught, is that nothing is free in this world, okay? Nothing is free in this world. We are all made of combinations of
physical and mental conditions, so which are interconnected, working differently, independently. And I learned that there's two kinds of truth. The first truth is the conventional truth, which is samuti sacca. And what that truth is, it discussed about, or they talked about the daily life, such as identifying as me, as sakan, I, you, or myself, or yourself. And the second truth is called Bodhimat Sacca, which is the ultimate truth. And so the Buddha have a very unique way of teaching of human history. And he does not support the idea of self, because that is the false belief. And the self-imaginary is a false belief. And so he thinks that having that self-belief is like it produces harmful thoughts of me or mine. So it's just being selfish. So basically it's like believing that is clinging on to the attachment, clinging on to the desires and craving. And so what I did is, from the past, I hold on to my grudges and hold on to my angers. So now, since I learned about anatta and that nothing is permanent, I learned to let go of all my clinging and my attachment. Whatever I was stressed from the past, I learned to let it go. And I also learned not to worry about the future, because it's not there yet. And so my focus right now is to focus on just this moment, and to be able to be aware of my understandings, my six senses, what I'm thinking, what I'm doing. And so I am thankful to understand the ultimate Bodhimat Sacca, because it kind of like a full understanding, the awakening of myself to be able to let things go. I used to have a lot of high expectations of myself. I want this car. I want this bigger house. I want my children to be successful. But now I learned to accept as it is, and to be aware of my surroundings, aware of my six senses, and to understand that to live truly in this present moment and accept the reality and know that anicchang is nothing is permanent, and dukkhang is because we worry that nothing is permanent, we are suffer from it, and then anatta, a no soul. Thank you. Thank you so much, Sister Sukhon. Now I would like to invite Yom Kunmili Lies from also Seattle, Washington State, USA, to share your thought on anatta. Go ahead. First of all, I would like to pay homage to the Triple Gems, Buddha, Dhamma, and Sangha, and pay full respect to Lok Majah, Teacher Sok Thiel Wee, and all Pante, and hello everyone. Today, we talking about anatta. What is anatta mean? Anatta means non-self, in the opposite of self or soul. In the book, that means in the Buddha taught, he just teach us about it. It taught us about self or non-self, that we can get the meaning of self to find out the why meaning, what is anatta. And other description include no mind, not mind, not I, not myself, non-soul, cellless, cellless, cellessness, non-design, non-ego,
impermanent, in process of changing, ultimate truth or ultimate self. Let it go of attachment, grasping, and clinging. Those are meaning that we get from the book. We can analyze ourselves what anatta means. Anatta is how a lot of meaning just relate to non-self. This teaching is the advanced teaching of Buddha. It is not easy to understand, especially for people not really to approach Buddhist philosophy or Buddhist practice or Buddhist teaching. The concept is about absolute truth, reality. The irreality is not easy to understand. Thus, Buddha hesitated to teach. After he became enlightened, he realized the ultimate truth, which is deep, difficult to understand, and comprehensible only to the wise. People who are overpowered by passion and surrounded by a mass of dark cannot see the truth, which is again the current, which is lofty, deep, subtle, and hard to comprehend. The Buddha decided to teach all men to aim for the goal of making men enlightened by remove and destroy all the defilements. He lets try at roots very twice. It's a very root. And then after we learn about anatta from the book, and the, another question would ask, how can we understand anatta helps you in daily life and explain according to what you have learned in Buddhism, what the Buddha taught. Before we understand the anatta, we should know the three marks of existence as our friend and Lok Mujah mentioned before. The Buddha teaching, which are dukkha, anicca, and anatta, and anatta one of those. Before we understand anatta, we should understand dukkha and anicca. Dukkha is nothing else besides five aggregates, khanda. And we grasping the five khanda as self. That causes suffering because we confine ourselves. The five aggregates that we have, we already mentioned about rupa, vadana, sanya, sankha, and vanyana. As self, we grasp it, the five aggregate as self in the situation that is not free of mind. We identify and hold to all kinds of material objects like house, car, people, etc. And situation which will always change. The clinging and grasping to this cause dukkha, even we know it is their nature to change. And number two, it's we know that nothing in the world is everlasting, but we don't accept that. Our mind has difficult to accept the change. Defilement, when we not accept the change, we create the defilements, we greed, we aversion, disappointed, evil, etc. arise in mind. Those objects create suffering and distress, which is not satisfying to our life. But we still are looking for a new happiness. When unhappiness arrives, we are not satisfied and continue looking for new happiness and keep looking for. However, conventional happiness is impermanent. It come and go, all sustain, all aspect are subject to change. This is number two. As we understand dukkha and as we understand anicca, then we would know what is anatta. Anatta is non-self, that to we are not identical to the universe, which is the ultimate truth, paramatta. Like most of friends, we say we have conventional truth and ultimate truth, which is paramatta. Without realizing these three marks of existence and selflessness, which cause us suffering, we are confused about who we are and we think we have the power or control in life. In reality, there is no such thing that can control our mind or self.
all the nature arise and disappear by itself. Consider the Buddha teaching of the Noble Truth. The first noble truth is dukkha, the nature of existing, the existence, its suffering, its sorrow, its joys, its imperfections, and dukkha is nothing else besides the five aggregates. What we call being of individual is composed of the five aggregate khanda. There's nothing behind them which can be taken as I or self or any unchained binding substance. That is the analytical method. The same result is arrived and thought. The doctrine of conditioned genocide, which is the synthetic cult method, according to nothing in the world is absolute. Everything is conditioned, relative, and independent. This is Buddha theory of relative. This is what we got from the book. But how do I apply for myself and for everyone in daily life? We know that Buddha teaching does not support the ignorance, weakness, fear, and desire, but aim to make man enlightened and remove all the destroying of the environment, lopeya atosa moha from the root, that to help us to destroy all the greed, all the delusion, and all the ill will or hatred. We can take this teaching to apply our life as we understand and realize selflessness and awareness of constant change. It is introduced us to know the concept of anatta or no self as the natural result of all the corollary to the analysis of the five aggregates. These five aggregates and the teaching of conditioned genocide can lead to awareness. If we can identify who we are as we have realized of selflessness, we gain tremendous freedom because we no longer confine ourselves to the limit view of who we are. We able to extend our mind, we able to extend our heart, and we can release all the clinging from our position, let go of attachment, and achieve the peaceful state in our life. We are then able with an open mind and heart to love others unconditionally. This is for today, and I would like to share my thought for now, and thank you so much. Thank you so much for your elaboration, and I would like to wrap this up within just 5 minutes, and I know it's been almost 2 hours because we have some technical issues along the way, but anyway, I understand everybody's patience, still watching attentively and patiently with our live show. In Cambodia right now, it's 15 minutes to 12 o'clock at midnight. So I'm gonna wrap this up a little bit. The conclusion from all the aspects of the students who have shared your all very great idea concerning with the theory of anatta, that is very insightful doctrine in the Buddha's teaching that is not easily understood, but we can understand by proper insight, by the way we look at it objectively, but not the way we look at it by our fleshly eye. Only by wisdom that we can comprehend the true nature of our existence. So the theory of atta, when we truly believe, if people believe that there is self, so it will lead to a lot of trouble in this world. It is the harmful thought when we cling on there is I, there is self. So people become more selfish, become more egocentric, and become more self-centered because they believe there is themselves who do this, who get this, who deserve this. So there will be a lot of troubles because of this selfish desire. Craving arises, attachment, hatred, ill will, conceit, and pride.
defilements and all kinds of impurity can arise due to the wrong belief of the self idea or the idea of self in Buddhism, we call sakkaya ditthi. So it is one of the wrong belief, maccha ditthi, and it's sponsored by ignorance, avijja. So because of ignorance, because of wrong belief, because of this self, the idea of self, it creates a lot of troubles and problems in the world, from personal conflicts to wars between nations. And in short, this four view can be traced all the evil in this world. It comes from the selfish idea of mankind. So if people learn to let go of this selfish idea, see, we can enjoy a lot of benefit by being open-minded and, you know, love unconditionally with every kind of living beings on this universe without discrimination, based on races, nationality, language, culture, or land. So understanding the teaching of anatta, it really helps us dispel the darkness of false belief. It produces the life of wisdom to have a really understand who we really are and what really made us up as a living being, simply not by conventional truth the way we assume in the world communication, but by ultimate reality that we see only mind and matter, which rises and passes away, rises and passes away each and every moment. So we let go of attachment with all worldly conditions. We do not cling to those ideas, and so we do not hold on to the problem. We see that the problem arises and passes away. There is no us to face that problem or to hold on to that problem. It arises just to pass away. So learn to accept this reality, understand this reality. It will give us a lot of contentment, santosa. Contentment is the base happiness. When we being satisfied with what we have, and we do not jealous of others, simply seeing others in prosperity or gain this and get this much more than us, we feel contented. We do not have the mind of envy or jealousy, and that is how the understanding of anatta can lead us to, and also lead us to gain more peace and happiness. We become more easygoing with other people without judgment, and because we understand the root cause why they deserve this and that. And so finally, it will lead us to liberate from all the worldly dukkha, which is samsara dukkha, like the five groups of the bhikkhus, what we call panchavatiya bhikkhu. They, first of all, they attain sotapanna, the stage of stream winner, day by day, until the day fifth of asalha. Then they, after having listened to the theory of anatta lakkhana sutta preached by the Buddha, they understood that five aggregate is not their self, is not belong to them. So they see that they are only made up of the nature of reality, like the four great elements and stuff. So it is the nature of reality which rises and passes away. So we should not cling on to it, because it won't go the way we want it. It is why it is insubstantiality. Yeah, because it doesn't it cannot be controlled by the way we want it. And that is why it goes the way they are, naturally as they are. And that is the theory of anatta. So by just listening and understanding the theory of anatta, it really helps us a lot in our daily life. If we continue and often or use always reflect on this theory step by step, and then gradually, eventually, we will gain more understanding, wisdom, insight that can liberate us from this samsara dukkha by the understanding of anatta, just like Panchavatiya Bhikkhu. So I would like to thank you all, students and all participants who have taken part in this discussion, even though we didn't have much time to discuss in detail due to the time constraint, but at least we have shared what we have understood little by little, and I hope the audience can understand and get some more idea from the theory of anatta. And to read more about this topic, you can go to the book What the Buddha Taught, from page
51 to page 66 that everything we have already discussed from this book. And I would also would like to apologize on behalf of the student in class what the Buddha taught. If there is any mistake unintentionally done or due to the lack of our knowledge, please apologize for our mistake. And I wish all of you the best. And by the power of this Dhamma Dana, may all people, may all beings in the whole universe be liberated from physical suffering and mental suffering, and finally attain full liberation, Nirvana. Som Anumo Tani.